Chào mừng các bạn đã đến VS Channel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc tỉ thí hiệu năng giữa ở bên tay phải sẽ là LG V10, một chiếc máy rất đẹp, một sản phẩm cao cấp nhất đến từ LG. Còn ở bên tay trái thì sẽ là Xperia Z5, một chiếc máy cũng rất đẹp, tuy nhiên thì không phải là sản phẩm cao cấp nhất đến từ Sony. Tuy nhiên thì nó có mức giá ngang ngửa với lại LG V10. Đó chính là lý do mà mình đã chọn hai sản phẩm này để đối đầu với nhau ngày hôm nay. Trong lúc mà cái chiếc máy sẵn sàng để cho bài hiệu năng thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cấu hình của cái máy. Với LG V10 chúng ta có con chip Snapdragon 808 cùng với lại những 4GB RAM. Còn với Xperia Z5 thì chúng ta sẽ có một con chip mạnh mẽ hơn nhưng cũng nóng hơn, Snapdragon 810 cùng với lại chỉ 3GB RAM mà thôi. Chúng ta sẽ cùng xem với những khác biệt về cấu hình như thế thì chiếc máy nào sẽ là chiếc máy có hiệu năng tốt hơn. Và như vậy là LG V10 đã khởi động nhanh hơn. Rồi bây giờ thì cả hai chiếc máy đều đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng đến với lại phần thi đầu tiên, tốc độ mở camera. Rồi. Như vậy là LG V10 đã nhanh hơn trong cái khoản mở camera. Lần nữa. 3 2 1. Rồi, lần này thì lại là một lần nữa V10 nhanh hơn. Thế còn tốc độ chụp thì sao? Chúng ta sẽ cùng xem. Rồi. Như các bạn có thể thấy thì tốc độ chụp của hai chiếc máy là ngang ngửa. Tuy nhiên thì Xperia Z5 có một bệnh cố hữu từ xưa đến nay, đó là lưu ảnh rất là chậm. Trong khi đó thì với V10 lưu ảnh rất là nhanh, chúng ta sẽ có thể xem ảnh ngay sau khi chụp. Với Xperia Z5 thì sẽ phải đợi một chút. Như vậy là với phần thi đầu tiên camera, chúng ta sẽ có thể kết luận là LG V10 có hiệu năng về camera tốt hơn. Ở phần thi tiếp theo chúng ta sẽ cùng kiểm tra tốc độ đọc và ghi của bộ nhớ trong. Cái chiếc máy thì sẽ phải copy hai cái file này ra một vị trí khác ở trong bộ nhớ trong. File này có mức dung lượng là hơn 1GB. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Wow, các bạn đang thấy là LG V10 có một tốc độ đọc và ghi, tốc độ copy rất nhanh, lên tới hơn 100MB một giây. Trong khi đó thì với Z5 tốc độ chỉ là 50MB một giây mà thôi. V10 đã gần xong rồi. V10 có một tốc độ ghi chép file rất nhanh. Đây là tốc độ nhanh nhất mà mình từng thấy ở trên tất cả những chiếc điện thoại mà mình từng cầm. Nó nhanh hơn cả Samsung Galaxy S6. Như vậy là với thời gian rất là nhanh thì V10 đã hoàn thành xong cái phần thi copy file của mình. Đến bây giờ thì Z5 mới hoàn thành xong. Qua bài thi vừa rồi thì chúng ta đã có thể kết luận là LG V10 có tốc độ đọc và ghi của ở trong hơn hẳn so với lại Xperia Z5. Tuy nhiên thì chúng ta còn rút ra thêm được một nhận xét nữa, đó là LG V10 chính là chiếc điện thoại có tốc độ đọc và ghi của ở trong nhanh nhất ở thời điểm hiện tại, vượt qua ngôi vương trước đây của Galaxy S6. Và bây giờ thì sẽ đến phần thi thứ ba, phần thi tốc độ load game. Chúng ta sẽ cùng đến với một game rất kinh điển, đó là Temple Run 2. Có vẻ như là Z5 nhanh hơn một chút rồi, nó đang load đi nhanh hơn. Và đúng như vậy, Xperia Z5 đã load Temple Run 2 hoàn thành xong. Đây có lẽ là sự khác biệt của con chip Snapdragon 810 so với lại con chip Snapdragon 808. Chúng ta sẽ cùng thử với lại game tiếp theo, Alphan 8. Wow, LG V10 lần này lại là chiếc máy có thời gian load game nhanh hơn. Đây là một kết quả hết sức là bất ngờ khi mà con chip của Z5 nhanh hơn so với lại con chip của V10. Chúng ta sẽ cùng thử với lại Death Trigger 2 xem sao. Lần này thì Z5 lại nhanh hơn rồi. Thế còn game Angry Birds 2 thì sao? Lại một lần nữa, Xperia Z5 load Angry Birds 2 nhanh hơn so với lại LG V10. Đến đây thì chúng ta đã có thể kết luận là Xperia Z5 load game nhanh hơn so với lại LG V10. Còn với game Alphan 8 thì mình nghĩ là nó tối ưu hơn cho V10, cho nên là gần như là V10 không cần phải loading một chút nào mà đã vào được ngay. Còn bây giờ thì sẽ là phần thi tổng hợp. Đây sẽ là cơ hội để 4GB RAM ở trên LG V10 thể hiện được khả năng của mình. Tuy nhiên thì trước khi đến với phần thi này, chúng ta cần phải khởi động lại cái chiếc máy.
Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành phần thi tổng hợp với chiến thắng nghiêng về phía LG V10 với thời gian là 1 phút 08 giây so với lại 1 phút 22 giây của XPRZ5. Đã có thể kết luận là khả năng đa nhiệm ở trên LG V10 là vượt trội so với lại XPRZ5. Cuộc tỉ thí của chúng ta đã đi đến hồi kết. Dễ dàng nhận thấy sự vượt trội của LG V10 khi mà nó có tốc độ chụp và lưu ảnh nhanh hơn, một bộ trong cực kỳ nhanh, có thể nói là nhanh nhất ở thời điểm hiện tại, và một khả năng đa nhiệm rất tốt với 4GB RAM. Còn về phía Z5 thì con chip Snapdragon 810 chỉ mang lại cho Z5 một chiến thắng ở phần thi load game đơn lẻ. Tuy nhiên thì máy nóng lên rất là nhanh và nóng hơn rất là nhiều so với lại V10. Còn bây giờ thì xin được chúc mừng LG V10 với một chiến thắng rất thuyết phục trước Xperia Z5. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của E-Channel.